sò này phơi nắng thiệt là mệt. Đây đây, đây cũng còn. Đây cũng có. À, con này chứ. Oh shit. Có nửa con này nó chết rồi. Có nửa con. Nằm lộ ở đây. Ồ, chảy máu. Đúng là sầu huyết. Bắn bắt nó chảy máu. Bắt bắt nó nhanh quá nó kẹp cái lưỡi lại cái bắt đầu nó chảy máu. Bằng 3 ngón tay. 3 ngón tay gần 4 ngón tay. Sầu bự. Lội là đá chân luôn. Thật sự thì lội trên đây rất là sướng. Có nhiều ốc nữa. Trời thì nắng chang chang. Lội cái này khỏi cần đi tập gym. Có cái bước xuống lúng nó phê, cảm giác phiêu lắm. Kiếm thử coi, được cái hang sò nữa không? Bây giờ mình sẽ lên thằng bạn trên đây. Đây. Còn sao, lội theo nó mệt quá. Nó lội nhanh quá. Cái hang sò đây, cái hang con sò đây mà nè. Hôm bữa mình có quay cái video là mình có làm một cái cây để móc sò, là để đề phòng những trường hợp như thế này nè. Mình sẽ thử từng cái hang, nếu như mình không có cây mình sẽ phải khum cái người xuống đây, khum người xuống để bắt nó rất là mệt. Có cây đó mình khỏi cần khum cho nên nó khỏe hơn rất nhiều. Nhiều khi mình gặp nhiều hang mình đâu phải cái nào cũng khum hoài được. Này. Gỡ một cái. Tuyệt vời. Đây. Này một cái hang con sò nữa. Đây. Hai con. Nãy giờ đi vòng vòng bắt chín được hang sò. Phải có cái cây hôm bữa đem theo thì nó sẽ khỏe hơn bây giờ. Đây đây một cái hang nữa. Thấy không? Này. Vậy được 3 con. Dẹp vô. Ở đây thấy thì một con, các bạn thấy không? Đây. Đây. Thấy không? Nằm ở chân đây. Đây bây giờ bắt nó.
Đây sừng nữa, không có nước rửa.